ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, vừa qua đã từ chức, chỉ sau khoảng một năm được bổ nhiệm vào vị trí này. Hàng loạt báo chí nước ngoài đã loan tin về sự kiện này, với nhiều đồn đoán có liên quan đến việc đàn áp tham nhũng trong nước. Qua đó, ông Thưởng được cho là có dính líu đến một vụ bê bối hối lộ liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, hiện đang bị điều tra và truy tố về các tội danh tham nhũng khác nhau. Thông tin bất ngờ này đã gây chú ý đến cộng đồng mạng quốc tế. Các bạn hãy cùng tháng xem netizen nước ngoài bàn tán gì về thông tin này nhé. Thật tuyệt khi thấy Việt Nam đang nỗ lực thể hiện trách nhiệm thực thi nhiệm vụ và đấu tranh với tham nhũng, điều mà ngay cả cuộc bầu cử ở các nền dân chủ cũng phải chật vật. Một dấu hiệu cho thấy đang tồn tại những vấn đề thậm chí còn sâu thẳm hơn. Quan chức tham nhũng ở Indonesia không thể nào làm được việc này. Ít nhất thì họ cũng có được sự đứng đắn khi từ chức. Phải chi ban đầu ổng không nên đảm nhận vị trí này. Ồ, tôi nghĩ ông ta quá là stress. Tôi thực sự không biết mọi chuyện xảy ra như nào, nhưng tôi hy vọng ông ấy có thể nghỉ ngơi sau bao công việc. Tham nhũng là vấn đề hệ trọng ở Đông Nam Á. Ở phương Tây, gồm các nước tự do, khi lãnh đạo của họ bị phát hiện tham nhũng, lãnh đạo kiểu, làm gì có chuyện đó. Còn ở phương Đông, gồm các nước chuyên quyền, khi lãnh đạo của họ bị phát hiện tham nhũng, lãnh đạo kiểu, thật xấu hổ. Công việc này không dễ dàng chút nào, chắc là tôi có thể đảm nhận vị trí này. Nếu bạn chỉ có một đảng chính trị, bạn mong đợi điều gì chứ? Nhưng dẫu sao cũng phải tôn trọng Việt Nam khi đã cố gắng chống tham nhũng ở các vị trí nắm quyền lực hàng đầu. Có hai điều chắc chắn, đó là ở Việt Nam đang có những vấn đề kinh tế và nạn tham nhũng có ảnh hưởng rất sâu, nhưng ít nhất họ cũng rời bỏ vị trí này, chứng tỏ họ có tư duy cởi mở. Ở Nga và Trung Quốc, từ chức không nằm trong từ điển của họ. Vụ này giống Trung Quốc ghê. Đất nước này có quá nhiều tham nhũng, tôi hy vọng họ sẽ thoát khỏi chuyện này. Chuyện gì sẽ xảy ra với Việt Nam vậy? Còn chút xíu nữa là giống như hoàng đế vĩnh cửu Tập Cận Bình rồi. Được hơn nhiều so với con gấu bu ở bên Trung Quốc. Không thể đợi được cái ngày quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lật đổ ông ta. Hỏi sao mà nền kinh tế của họ hồi năm ngoái lại tệ, thậm chí còn thấp hơn Philippines với Indonesia trong năm 2023. Dành cho mấy má nghĩ là mình rành Việt Nam lắm, thật ra mấy má chẳng biết gì hết. Việt Nam rất dân chủ. Việt Nam nên dừng ngay quan điểm bài Trung và xem xét việc trở về với đất mẹ Trung Hoa. Vừa qua mới nhập cảnh vào Việt Nam, cứ như là một trò đùa, nhân viên sân bay cứ lo nhiều chuyện và cười đùa. Tôi chưa bao giờ đi làm thủ tục nhập cảnh ở cái sân bay nào mà nó ồn như vậy cả. Dù Việt Nam có vấn đề với Trung Quốc, nhưng sao họ lại vẫn muốn duy trì mối quan hệ hữu hảo với Trung Quốc vậy chứ? Dù gì đây cũng chẳng phải Mỹ, ở đây người ta có nghỉ hưu nè. Đây như là điều cấm kỵ ở Ấn Độ, thay vào đó cán bộ tham nhũng lại được bảo vệ. Cuối cùng thì Việt Nam vẫn bị cai trị bởi một đảng cộng sản chuyên quyền. Đừng để chủ nghĩa tư bản của Việt Nam đánh lừa bạn. Họ là Trung Cộng thứ hai đấy. Các chế độ cộng sản trải qua nhiều đợt thanh trừng, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tất cả các nhà đầu tư phương Tây vào Việt Nam cần phải hiểu điều đó. Ban chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan ra quyết định tối hậu ở Việt Nam do Đảng Cộng sản nắm quyền, đã chấp thuận đơn từ chức của ông Thưởng, chỉ khoảng một năm sau khi ông đắc cử. Một đất nước nơi loài người được sống. Đó là điều sẽ xảy ra khi bạn tạo dựng mối quan hệ với Mỹ, không có gì ngạc nhiên cả. Rất nhiều điều sẽ bắt đầu xảy ra. Và điều này cho thấy việc không dung thứ cho tham nhũng của Việt Nam thực sự có tác dụng, không giống như Tập Cận Bình, người mà không ai có thể chạm tới. Việt Nam đã giải quyết thành công tham nhũng, chắc chắn sẽ là nước phát triển 100%. Trong khi đó các nước cùng khu vực, trong đó có Thái Lan, thực sự tràn ngập tham nhũng. Mặc dù nền chính trị Việt Nam ổn định hơn nhiều so với Thái Lan, nhưng vấn đề thì vẫn có thể nảy sinh. Trên đây là toàn bộ nội dung của video hôm nay, các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận nhé. Cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.